Lê Thắng mến chào quý vị khán thính giả trên kênh Nhiệt Sài Gòn. Trong chương trình Thời sự Thế giới ngày hôm nay, sẽ được gửi tới quý vị bản tin đáng chú ý sau đây. Tòa Bạch Ốc tuyên bố NATO sẽ đáp trả bằng toàn bộ sức mạnh nếu như Nga tấn công. Nội gọi Putin, Trung Quốc đưa ra làn ranh đỏ cho thế giới, cảnh báo hậu quả nghiêm trọng nếu giúp Đài Loan. Vừa nhận chức, thị trưởng mới do Nga bổ nhiệm tại Melitopol ngay lập tức bị điều tra về tội phản quốc và ngay bây giờ là những nội dung chi tiết. Tòa Bạch Ốc tuyên bố NATO sẽ đáp trả toàn bộ sức mạnh nếu như Nga tấn công. Thưa quý vị, hôm ngày 13 tháng 3, Cố vấn An ninh Quốc gia Tòa Bạch Ốc Charles Levin cho biết NATO sẽ đáp trả bằng toàn bộ sức mạnh nếu như Nga tấn công bất kỳ phần lãnh thổ nào của liên minh. Cố vấn An ninh Quốc gia Tòa Bạch Ốc Charles Levin nói với đài CBS News rằng xung đột sẽ kích hoạt điều 5 của NATO trong đó quy định rằng một cuộc tấn công vào một quốc gia NATO sẽ được gọi là một cuộc tấn công vào tất cả các quốc gia của khối. Nếu như Nga tấn công khai hỏa nhằm vào lãnh thổ của NATO, thì Liên minh NATO sẽ đáp trả điều đó. Ông nói và lưu ý rằng, Tòa Bạch Ốc đã nhiều lần nói rõ Hoa Kỳ sẽ phối hợp với các đồng minh của họ để bảo vệ từng int lãnh thổ của NATO. Đồng thời, ông Sullivan lưu ý rằng, nguy cơ leo thang với cường quốc hạt nhân là rất nghiêm trọng và đó là một loại xung đột khác so với những xung đột mà người dân mỹ đã chứng kiến trong những năm vừa qua ông sullivan nói với đài cnn hoa kỳ đã không điều chỉnh vị thế hạt nhân của chúng tôi nhưng chúng tôi vẫn giám sát từng ngày phát biểu được đưa ra sau khi các quan chức ukraine cáo buộc lực lượng nga thực hiện một cuộc công kích nhằm vào khu vực huấn luyện quân sự yavory ở ukraine nằm cách biên giới của Ba Lan khoảng 12 km. Các quan chức cho biết rằng, ngày 13 tháng 3, ít nhất 35 người đã thiệt mạng trong cuộc tấn công. Theo các quan chức, hơn 30 tên lửa hành trình của Nga đã nhắm vào các cơ sở này. Các cơ sở này từ lâu đã được sử dụng để đào tạo lực lượng quân sự ở Ukraine, thường tập hợp các huấn luyện viên đến từ Hoa Kỳ và các nước trong Liên minh phương Tây. Ba Lan cũng là một con đường huyết mạch viện trợ quân sự của phương Tây cho Ukraine và các cuộc tấn công kéo dài theo như lời đe dọa của Moscow nhằm vào các lô hàng đó. Ukraine không phải là thành viên NATO, trong khi Ba Lan thì có. Căn cứ này đã tổ chức các cuộc tập trận quốc tế của NATO và một quan chức cấp cao của NATO. Ông Ross Bauer trước đây đã ca ngợi nó là hiện thân của tinh thần hợp tác quân sự giữa Ukraine và các lực lượng quốc tế. Do đó, địa điểm này tượng trưng cho mối quan ngại lâu nay của Nga Liên minh quân sự phương Tây gồm 30 thành viên gây ra mối đe dọa cho Moscow bằng cách hoạt động quá gần lãnh thổ của các nước này. Vào ngày 12 tháng 3, các quan chức hàng đầu của Nga tuyên bố rằng các chuyến hàng vũ khí bên trong Ukraine sẽ được quân đội Nga coi là mục tiêu hợp pháp. Truyền thông nhà nước Nga TASS dẫn lời thứ trưởng ngoại giao của Nga cho biết: "Chúng tôi đã cảnh báo Hoa Kỳ rằng Việc bơm vũ khí cho Ukraine từ một số quốc gia do họ điều phối không chỉ là một trạng thái nguy hiểm mà còn là một hành động biến các đoàn xe tương ứng thành mục tiêu hợp pháp. <laughs> Nối gót Putin, Trung Quốc đưa ra làn ranh giới đỏ cho thế giới, cảnh báo hậu quả nguyên trọng nếu như giúp Đài Loan. Hôm thứ Bảy ngày 12 tháng 3, Sky News Australia cho biết rằng Trung Quốc đưa ra lời đe dọa đối với các quốc gia hậu thuẫn cho Đài Loan chống lại Trung Quốc. Các quan chức Trung Quốc cũng đã cảnh báo về hậu quả tồi tệ nhất đối với bất kỳ quốc gia nào cung cấp vũ khí và khí tài quân sự cho Đài Loan. Những lời lẽ này được đưa ra một ngày sau khi Chủ tịch Tập Cận Bình tổ chức đàm phán ngoại giao với Úc trong nỗ lực cải thiện mối quan hệ song phương. Sky News Australia đưa tin. Bộ trưởng Quốc phòng của Úc, ông Dutton, cho biết rằng Úc sẽ làm bất cứ điều gì chúng tôi có thể để ngăn chặn Trung Quốc gây hứng với Đài Loan. Và đáp lại, Bộ trưởng Quốc phòng của quốc kêu gọi những gì ông Đớt nói là thành kiến về ý thức hệ và tuyên bố không ai và không lực lượng nào có thể ngăn cản Bắc Kinh giành quyền kiểm soát hoàng đảo bên kia eo biển Đài Loan. Trung Quốc tuyên bố rằng Đài Loan là lãnh thổ của họ, bất chấp sự thật rằng năm 1949, sau khi cuộc nội chiến kết thúc, lãnh đạo của quốc dân đảng Tưởng Giới Thạch đã lựa chọn chạy sang Đài Loan cùng với chính phủ của mình. Và kể từ đó, Đài Loan được xây dựng thành một quốc gia độc lập với chính phủ được bầu cử dân chủ, có hiến pháp, có tổng thống, có quốc hội và quân đội riêng. Mặc dù theo chính sách của Trung Quốc, của Bắc Kinh, Hoa Kỳ đã làm theo ý muốn của Trung Quốc, ngừng quan hệ ngoại giao với chính thức Đài Loan, nhưng Washington đã liên tục hỗ trợ và bán vũ khí cho Đài Loan để duy trì nền độc lập. Fox News cho hay, Trung Quốc gần đây đã có những động thái gây hấn và đe dọa quốc đảo Dân Chủ. Vào cuối năm 2021, Trung Quốc đã đưa ra một số lượng kỷ lục máy bay về chiến đấu vào vùng nhận dạng không quân của Đài Loan. Vào tháng trước, thì khi xe tăng Nga tiến vào Ukraine, chính máy bay của Trung Quốc đã tiếp tục tiến vào vùng nhận dạng phòng không của Đài Loan, khiến cho quốc đảo này ngay lập tức phát cảnh báo và cử máy bay triển khai khí tài để theo dõi các máy bay quân sự hỏa lực. Từ khi Nga bắt đầu cuộc xâm lược Ukraine, Đài Loan luôn ở trong tư thế bạo động bởi những sự kiện ở Ukraine phản ánh sự tương đồng giữa tình hình của họ với Bắc Kinh. Sau cuộc xâm lược này, khẩu hiệu Hôm nay Ukraine, ngày mai Đài Loan được lan truyền trên mạng theo Nas Asia. Một số ước tính cho rằng Trung Quốc chi hơn 250 tỷ đô la Mỹ cho ngân sách quân sự trong năm nay, trong khi Đài Loan chỉ chi 13 tỷ đô la Mỹ, Fox News cho biết. Trước những lo ngại về xâm lược của Trung Quốc gần đây của Đài Loan trong bối cảnh Nga xâm lược Ukraine, Đảng Cộng sản Trung Quốc đã phản hồi rằng đó chỉ là sự cương điệu của Đài Loan để thổi phòng sự hung hăng của Bắc Kinh. Theo Sky News Australia, ngày 6 tháng 3, Bộ trưởng Quốc phòng của Úc Peter Dutton cho biết rằng Úc sẽ làm bất cứ điều gì chúng tôi có thể để ngăn chặn Trung Quốc xâm chiếm Đài Loan. Vào hôm thứ Bảy, Bộ trưởng Quốc phòng Trung Quốc đã đưa ra một tuyên bố ngắn gọn để trả lời. Tuyên bố cho biết không ai và không lực lượng nào có thể ngăn chặn Trung Quốc và bất kỳ ai cố gắng làm điều vậy sẽ phải gánh chịu hậu quả tồi tệ nhất. Phản ứng của Trung Quốc tương tự như lời đe dọa mà các nước này đưa ra khi một số quan chức của nước Mỹ cảnh báo Bắc Kinh không nên cố gắng chiếm Đài Loan theo South China Morning Post. Chúng tôi nghĩ rằng tình hình chúng tôi đang thấy ở Ukraine hiện tại là một nghiên cứu điển hình rất đáng giá cho Đài Loan về lý do tại sao họ cần phải làm tất cả những gì có thể để xây dựng các khả năng phi đối xứng và huy động lực lượng người dân đông nhất có thể để sẵn sàng đối phó. Theo Reuters hôm thứ Năm ngày 10 tháng 3, ông Liu người phát ngôn của đại sứ Trung Quốc tại Washington, cảnh báo Hoa Kỳ không ủng hộ Đài Loan. Ông Liu nói trong một tuyên bố, điều này không chỉ đẩy Đài Loan vào tình thế bất lệnh mà còn đang mang lại hậu quả khôn lường cho phía Hoa Kỳ. Theo Tiber Times, một tờ báo tiếng Anh ở Đài Loan, Military, cho hay Một số quan chức của Mỹ nói rằng Hoa Kỳ đang theo dõi thái độ của Tập về sự thay đổi trật tự thế giới đang diễn ra. Họ cho rằng sự phản ứng toàn cầu đối với cuộc xâm lược Ukraine có thể khiến cho ông Tập phải chùn bước. Hôm thứ Ba ngày 8 tháng 3, Giám đốc CIA William Burns nói về Ủy ban Tình báo Hạ viện rằng ở một mức độ nào đó thì Đảng Cộng sản Trung Quốc đang rất ngạc nhiên và bất an bởi những gì đang diễn ra tại Ukraine trong vòng 12 ngày qua. Mọi thứ từ sự trừng phạt của phương Tây, sự chống trả quyết liệt của người Ukraine đến sự trì trệ của quân đội Nga. Tuy nhiên thì Oppen nhấn mạnh rằng ông sẽ không đánh giá thấp ông Tập và quyết tâm của vị lãnh đạo Trung Quốc đối với Đài Loan. vừa nhận chức thị trưởng mới do nga bổ nhiệm tại melitopol ngay lập tức đã bị điều tra về tội phản quốc tổng công tố ukraine đã mở một cuộc điều tra về tội phản quốc đối với bà galina danichenko thị trưởng mới của nga bổ nhiệm cho thành phố tạm chiếm tại melitopol cuộc điều tra diễn ra sau khi một nhóm các thành viên của hội đồng thành phố melitopol đưa ra một văn bản vào hôm chủ nhật yêu cầu tổng thống công tố khởi xướng thủ tục hình sự đối với bà vì tội phản quốc cao độ và đã cố gắng thành lập một chính phủ chiếm đóng tại Melitopol. Hội đồng cáo buộc bà Denitenko đã giải tán chính quyền, thành phố và chuyển giao những quyền lực của mình cho một cơ quan mới có tên là Ủy ban Đại biểu Nhân dân. Trong một tuyên bố đăng trên website sau đó, Văn phòng Tổng Công tố thông báo họ đã mở một cuộc điều tra cáo buộc bà Denitenko đã hoàn thành nhiệm vụ mà các đại diện Liên bang Nga đặt ra khi tự tuyên bố mình là quyền trưởng Melitopol. Thông báo từ văn phòng công tố viết, trong thông báo về việc thành lập một cơ quan không được luật pháp Ukraine xác nhận lộ ủy ban đại biểu nhân dân, nghi phạm Denyshenko đã kêu gọi công dân Ukraine ủng hộ ban này và công dân Melitopol ngừng chống lại lực lượng chiếm đóng của Nga. Theo tuyên bố, cuộc điều tra và tố tụng hình sự sẽ do cơ quan an ninh Ukraine tại khu vực Chabuliza tiến hành Trước khi đảm nhận vị trí quyền thị trưởng thì bà Dani Tesco được biết là người có thiện cảm đặc biệt đối với Nga trong số các chính trị gia ở vùng Melitopol. Trước đây thì bà này từng là thành viên của hội đồng thành phố của Obositon, một đảng chính trị thân với Nga được thành lập vào năm 2014. Vào hôm Chủ nhật thì bà này cũng đã tuyên bố trên một video rằng các kênh truyền hình của Nga sẽ bắt đầu phát sóng tại Melitopol với lý do là đang có sự thiếu hụt lớn về thông tin đáng tin cậy được lưu hành. Trước đó, vào hôm thứ Sáu ngày 11 tháng 3, chính phủ của Ukraine cho biết thị trưởng ban đầu của Melitopol, ông Fedro, đã bị lính Nga kéo ra khỏi văn phòng của mình trong tình trạng bị chụp một chiếc túi lên đầu. Kiev đã gọi hành động bắt giữ thị trưởng Fedro của Nga là một vụ bắt cóc vi phạm nghiêm trọng các chuẩn mực về nguyên tắc luật pháp quốc tế. Vụ bắt cóc đã khiến cho hàng ngàn người dân tại Melitopol xuống đường biểu tình yêu cầu lực lượng Nga thả thị trưởng Fedro. Melitopol nằm dưới sự kiểm soát của quân đội Nga từ ngày 25 tháng 2. Tình báo của phương Tây nhận định rằng kế hoạch của Điện Kremlin là loại bỏ chính phủ của Tổng thống Zelensky để thay thế bằng một chế độ khác thân Nga.